Một kỷ niệm Giáng sinh mà bạn nhớ nhất? Còn tôi là lần đầu chạy xe máy đi ngắm Giáng sinh mà xe còn hết xăng giữa đường. Không biết ai giống tôi không? Cứ tới Giáng sinh là cả người tôi nó rần rần. Kiểu nôn nao cái gì cũng không biết nữa. Mà nhắc tới Giáng sinh, người ta thường nghĩ tới những cái con đường đầy ánh sáng, nhất là những nơi mang tên xóm đạo. Ở dưới tôi có một cái thị trấn mà lạ lắm, nhà nhà đều theo đạo Thiên Chúa. Cho nên tới mỗi mùa Giáng sinh, cả nhà tôi sau mỗi tối đều xách xe máy chạy lên đó đi dạo. Thật ra ở đó nó không có khu vui chơi gì hết, chỉ là mỗi nhà cắm một cái cây thông ở ngoài đầu ngõ. Một nhà thì bình thường, nhưng mà một chục nhà, 100 nhà làm như vậy, tự nhiên bất giác tạo thành một con đường ánh sáng đẹp ơi là đẹp. Có những xóm chịu chơi giăng dây đèn ở trên cả 100 mét. Ta nói ngắm nó đã, cái nào mà ngồi phía sau xe rớt chở đi dạo thì thôi hết sảy luôn. Có ai từng trải qua cảm giác đó chưa, kể tôi với. Những năm gần đây tôi bận bịu ở trên Sài Gòn, không còn thời gian về với gia đình để đón Giáng sinh nữa, hơi bị nhớ cảm giác đó luôn á. Nên thôi tôi vẽ lại bức này để hồi tưởng lại cái cảm giác tôi đi dạo ở xóm đạo nè.